chúng ta biết là cái người mà mắc bệnh Marburg á, virus Marburg á, thì họ thuộc cái nhóm người bệnh nặng. À, đặc biệt là cái người đó bị lây từ cái động vật sang nặng thì cái khả năng mà di chuyển á, họ rất là khó. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp á, là họ sẽ lây theo từ người qua người ở mức độ thông thường á, thì có thể nó có biểu hiện nhẹ thì nó có thể đi lây qua một vài nước khác. Và cái thứ hai là hiện nay thì cái bệnh Marburg này đó là chỉ có ở châu Phi thôi, ở vùng rừng đó thôi. Thứ ba là đây là cái bệnh nó không có lây theo đường hô hấp, thì thành ra nếu mà nó xâm nhập là thường thường nó xâm nhập nhanh và nhiều á, là cái người bệnh đó họ rất là khỏe mạnh và thậm chí là không biết họ có bệnh hay không thì họ mới đi được, đi xa được. Thứ hai là lây từ hô hấp thì mới lây nhanh. Thật ra hai yếu tố đó chúng ta thấy là để cảnh giác, chúng ta phải cảnh giác. Tuy nhiên cái cảnh giác này cũng ngành y tế thôi chứ người dân cũng không có làm gì được, khả năng không 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 không, không nhiều, theo tôi là nhiều.